Welcome back to my channel Lubu Life Vlog. Và bây giờ Lu mới tắm xong rồi các bạn, thì mới đi tập yoga về xong rồi tắm rửa gội đầu luôn, thì tóc nó còn ướt nè. Đó. Thì bây giờ phải làm cho nó khô nữa ha. Ok. And have dinner with cái này là không biết cái gì á. Cái tên nó là cái gì mình không có rõ nữa. Đó thì ăn với lại là muối ớt chắc là muối ớt Tây Ninh hay sao các bạn đó. Còn cái này là Việt Nam kêu bằng ổi mà tiếng Anh kêu bằng cái gì á, quên mất tiêu rồi. I have now have dinner with Truth. Thì mình rất thích ăn ổi các bạn. Ổi như là xoài á, xoài xanh á, nhưng mà đặc biệt là thích ăn ổi luôn. Tại vì ha, khi mà bị cảm hay là bị gì á, ở đâu mua cảm, mua ổi ăn à, mua ổi, mua đầu chua ăn, dễ cốc rồi ổi rồi xoài đó, ăn cho nó dễ cảm á. Đó, tại vì khi mà bị cảm hay bị gì kia, bắt đầu cái miệng nó lạc nhách, không ăn đâu nghe ngon các bạn. Cho nên là mình sẽ mua ổi ăn rồi ăn với muối gì á, rất là ngon ha. Với lại á, hồi xưa đó các bạn, hồi xưa là mình bị mổ ruột thừa á. Hồi xưa lúc đó là mình nhớ là mình đang học lớp 5 á, lớp 5. Sau mà lúc đó là mình đang ở trên Bình Phước đó các bạn. Hồi xưa là ở trên Bình Phước học lớp 5 ở trên đó. Xong rồi có bắt đầu đi về Tết là đi về Bình Dương chơi nè, tại vì về ngoại đó thì thường hay nói là Tết bắt đầu đi về ngoại, cái hồi xưa là vậy đó. Cái soạn đồ rồi mẹ đồ soạn đồ hết. Cái mình với anh mình bắt đầu đi, tại xung quanh nhà có trồng ổi rồi kia các bạn. Cứ đầu đi hái ổi ăn, rồi lúc còn nhỏ mà y dạng là mấy đứa con nít là nó thích, rất thích đi vòng vòng chơi rồi ăn xong rồi chạy nhảy đó. Rồi mình bắt đầu mình ăn ổi xong mình ăn luôn cái hộp nè các bạn. Ăn cái hộp nè, cái hộp này nè. Ăn xong bắt đầu chạy giỡn bắt đầu bị đau ruột thừa. Xong rồi khi ở trên đó là nghe bắt đầu đau râm rồi, cái bắt đầu này đi về. Mà lúc đó là nhà đâu có, vậy là rất là khó khăn các bạn yên mình. Với lại hồi xưa cái khung cảnh hồi xưa là đa số là mọi người ai cũng giống nhau hết á, nhưng mà nhà mình thực sự là nói chung là không có giàu có gì hết, nói chung là cũng thiếu tiền, ý là không có tiền này kia đó. Thì lúc đó là mình nhớ chị mình chở bằng như là xe Charlie với các bạn, cái xe nhỏ hồi xưa á, xong chở mình với mẹ mình từ đây Bình Phước rồi về tới Bình Dương luôn. Nhưng mà hả, lúc đó đau bụng xong rồi về tới tới đây luôn, nó là đau nhức chưa, như là sợ bị chút ăn hay này kia, nó là uống thuốc này kia vô xong không hết luôn các bạn. Đau mà nó đau bù hoàng hoại luôn. Thường thường á, cái đau ruột thừa nó sẽ đau bên phải các bạn, cái bụng dưới mà bên phải á, nó sẽ bị đau cái đó. Xong rồi cái đau mà nó cứ không phải là anh đau, mà anh đau rất là nhiều như các bạn, nhưng mà nó đau vậy là nó đau theo từng cơn nó râm bắt đầu đau cái râm đau vậy đó. Mà như là khuyên một ngày với một đêm luôn. Xong bắt đầu mẹ mình chở đi lại cái ông y dựng cái ông chăm cứu á, thầy thuốc mà dạng ở trong xóm á đó. Ổng lại ổng nói là cái này không phải, cái này là bị đau ruột thừa rồi, cho nên là đi kêu đi chở đi bệnh viện đi. Xong rồi cái nhấn cái chân á các bạn, cái bàn chân á, ví dụ bàn chân mà vậy đúng không, nhấn ở phía trong đây nè, nhấn vô mà cảm thấy nó đau, nó là bị đau ruột thừa đó. Xong rồi
lúc đó Tết luôn mà, Tết luôn, xong một cái đi ra bệnh viện ở chỗ 512 giường á. Trời ơi bắt đầu ha, lúc đó là bắt đầu đau rồi, đau quằn quại luôn, đau và lăn lộn luôn á, chịu hết nổi luôn á. Bắt đầu cái là người ta soạn vô phòng mổ rồi các bạn, soạn vô phòng mổ rồi. Nhưng mà mình bị loãng máu á. Lúc đó là mình bị loãng máu. Xong rồi nó mới nói là mình bị loãng máu vậy á, xong rồi bắt đầu ở bệnh viện đó nó mới chuyển xuống bệnh viện Nhi Đồng 1 hay Nhi Đồng 2 gì thành phố á. Đó. Tức là ha mình vô cái phòng mổ của bệnh viện 512 giường các bạn. Đó hồi đó mình còn nhớ ha. Dạng là tiêm vô để nó truyền nước biển á, bắt đầu ha. Tiêm vô xong rồi nằm nó đợi sẵn y như là đợi mổ rồi đó. Rồi lúc đó run khóc quá trời luôn. Xong cái mà hồi xưa không phải là mổ như bây giờ các bạn. Hồi xưa là mổ hở á. Mổ hở là rạch nguyên một đường vậy nè. Nó rạch một đường vô cái bụng vậy đó. Còn ở đây nay là người ta sẽ mổ như là mổ gì ta? Mổ cái gì mà có một lỗ gì nè. Cái đó tự nhiên kiểu gì quên mất tiêu rồi. À mổ nồi soi. Đó. Nó chỉ có lỗ thôi, lỗ hay lỗ gì xung quanh đó. Nó sẽ nhanh, rất là nhanh lành. Còn mình hồi xưa ha, nó chưa có phương pháp đó. Bắt đầu nhỏ mổ và sẽ rạch cái bụng á, rạch qua một khúc vậy, giống như mấy người mà ta đẻ. Nhưng mà người ta đẻ là ta luôn, ta đẻ là ta rạch luôn cái nguyên cái phần bụng dưới. Còn của mình là nó sẽ rạch ở phía bên tay phải một khúc như vậy nè. Đó, bắt đầu ha, lên trên bệnh viện Nhi Đồng 2 bắt đầu người ta mổ ha. Lúc đó mổ là trong phòng mổ là bắn pháo bông đó bạn, bắn pháo bông đón vô thừa năm mới luôn á. Rất là ấn tượng luôn. Xong rồi có mổ xong mình hình như là nằm mấy ngày bắt đầu cho về nhà thăm y viện là kêu đi thay băng, nó cứ mỗi ngày đi heo băng đồ rửa, tự rửa vết thương ở nhà đó thì thay băng rồi tiện y tế thôi. Nhưng mà lúc đó cũng dạng là cũng ở nhà làm thôi, cái cô không có đi ra tiệm các bạn. Ý là cũng ra tiệm nhưng mà hình như là không có ra tiệm thường xuyên á, y là chủ yếu ở nhà bắt đầu tắm rửa rồi mẹ mình tắm rửa rồi đó. Rồi nói chung là vết thương hở thì nó rất là khó chăm sóc các bạn. Thì bắt đầu tới ngày cắt chỉ xong trời ơi, máu ở trong nó chảy ra. Máu mà diện máu đỏ thẫm y như là máu trộn với cái mũ á các bạn, là nó bị nhiễm trùng á, là không hết. Tức là khi mà nó ví dụ là nó lành á thì khi mà mình cắt cái chỉ á thì nó sẽ lành. Còn này ha, vừa cắt cái chỉ ra bắt đầu máu ở trong nó tuôn ra, rất là sợ luôn. Bắt đầu mới lên bệnh viện 512 giường nữa. Xong rồi ở đó ha, bắt đầu người ta mới dần là cho uống thuốc này kia để cho nó hết bị nhiễm trùng á. Mà ha, vì sao cái vết mổ khi mà bị nhiễm trùng rồi thì bắt đầu mỗi ngày y tá người ta đi rửa vết thương rồi, người ta sẽ ngoáy ở bên trong luôn các bạn, rất là thốn luôn. Họ cảm giác rất y như là mình không thể tưởng tượng được mà có thể mà chịu đựng nổi á, ý là vậy đó. Xong rồi bắt đầu đó thì bắt đầu người ta thấy ổn rồi, người ta cho về bắt đầu mình bắt đầu mới đi rửa vết thương ở nhà, về nhà đi rửa vết thương ở những cái phòng khám tư á các bạn. Nó rửa vết thương đó thì đó mới hết. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ mình vẫn còn vết thương, vẫn còn cái thẹo các bạn, cái thẹo nó dài gì nè đó. Cho nên á, khi mà thì mình cũng không biết là có phải là do cái hột ổi không nữa, nhưng mà hình như là mỗi người ai cũng có cái ruột thừa, nhưng mà chắc là ăn uống sau đó thì nó sẽ không biết sao á, thì có thể là cái hột ổi hay gì đó nó rơi vô cái đó thì nó sẽ bị đau. Mà nếu mà đau mà dạng là của mình dạng là cũng như là gần trễ rồi các bạn. Còn những người mà ha, nếu mà để lâu quá thì cái ruột đó nó bị bể ra là coi như không có được nha các bạn. Đó. Là coi như rất là nguy hiểm ha. Cho nên những các bạn nào chưa mổ ruột thừa thì mình đừng có ăn cái hột ổi nha. Rồi. Ok, bye bye các bạn nha. Và mình sẽ ăn một vài miếng ổi nữa và
có lẽ là mình sẽ làm những cái video tiếp theo để chia sẻ cho các bạn ha. Ok, bye bye, see you later.